MU. Tottenham mua Lo Celso, trang tiền vệ đội trưởng Sporting Lisbon đã thu hút sự chú ý của MU sau mùa giải thăng hoa với 32 bàn thắng tại giải vô địch Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh chưa thực sự quyết liệt khi mới đặt lên bàn đàm phán 50 triệu bảng, thấp hơn con số gần 70 triệu bảng mà Sporting Lisbon định giá viên ngọc quý của mình. Trong lúc các thành viên Sporting chuẩn bị lên máy bay sang New York du đấu, Bruno Fernandes lần đầu tiên lên tiếng về những tin đồn. Trong khi đó, Tottenham tiến gần hơn đến thỏa thuận chiêu mộ Giovanni Lo Celso từ Real Betis với giá 45 triệu bảng. Đội bóng ở La Liga ban đầu cương quyết đòi mức phí 60 triệu bảng. Tuy nhiên giờ Betis có thể chấp nhận lời đề nghị thấp hơn vì mới tuyển được Nabil Fekir với giá 22,6 triệu bảng. Huấn luyện viên Pochettino xem Lo Celso là người thay thế xứng đáng vị trí của Eriksen trong tương lai. Bởi vậy ông đã thuyết phục đàn em đồng hương gia nhập Spurs. Bản thân Lo Celso cũng hào hứng trước viễn cảnh sang Anh chơi bóng. Sau một mùa gây ấn tượng tại La Liga. Dù bán lò xeo với giá nào, Betis cũng phải trả cho PSG 20% phí chuyển nhượng. Ngoài ra, câu lạc bộ ở Argentina nơi lò xeo khởi nghiệp Rosario Central cũng được hưởng 3% tiền từ bản hợp đồng.